mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lời, đâu đây tiếng lòng tôi nghe đi tới. Và em tôi lung linh giao sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều hồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình sao quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả những vị khách mời thân thiết trong buổi chiều ngày hôm nay, và một bài hát đầy sức xuân mà mùa xuân đến gần hơn với tất cả mọi người ạ. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lời, đâu đây tiếng lòng tôi nghe đi tới. Và em tôi tham gia chương trình Bình Minh, một chương trình mà ngay cái tên của nó đã gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, chính là khơi gợi những cảm xúc tích cực nhất. Bởi vì thường thường trong một ngày bình minh là lúc chúng ta hy vọng vào một ngày mới tốt đẹp nhất. Vậy cho nên là hôm nay là một cái thông điệp rất tuyệt vời của thương hiệu Vũ Ngọc & Son. Thực sự là hôm nay Quyên đúng với vai trò của mình là ca sĩ tham gia chương trình cùng với hai anh. Mọi khi thì đôi khi có những chương trình thì Quyên cũng được bất đắc dĩ trở thành người mẫu. Đó, hôm nay thì không. Hôm nay hai anh chỉ bắt Quyên hát thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao mà hát trong một chương trình không hẳn là thuần túy âm nhạc, Quyên lại thấy run thế cơ chứ lệ. Thật sự cho nên là xin một tràng pháo tay nữa. nhìn xuống phía dưới thì toàn những cái mặt thân quen lắm lắm. Và sau đại dịch thì chúng ta chưa được thực hiện những chương trình đúng quy mô của nó. Nhưng mà Quyên nghĩ rằng là hôm nay nhìn phía dưới thì hầu hết là những gương mặt rất là tiêu biểu, những khách hàng thân quý, những người bạn, các anh chị, những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, rồi tất tần tật những người mà
nhìn thấy đã thấy là xốn sang và đã thấy là vui vui mừng và không cảm thấy là lạ lẫm gì rồi. Cho nên rằng là không chỉ nào có còn Xuân đâu ạ, Quyên được hát bài nữa. Đó. Và cứ cân nhắc mãi thì là quyết định hát một ca khúc mà cứ lên sân khấu là không thể thiếu được. Gửi một chút dịu dàng, ấm áp đến tất cả mọi người ngày đầu xuân. Mong rằng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục như chúng ta đang làm. Nhạc phẩm Nếu Em Được Chọn Lựa. Bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếng nói nhưng đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết chết cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai ngày sau cuối, và nếu bây giờ em đây được chết
chẳng có bao giờ em thấy ân hận. Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận. Chỉ cần anh chắc chắn là bây giờ thì mọi người sẽ cùng thưởng thức màn thời trang tiếp theo. Quyên thì ngồi trong phía hậu trường nhưng mà không rời mắt được khỏi bất kỳ bộ cánh nào cả. Chắc chắn lát cũng kiếm cho mình được rất nhiều bộ cánh đẹp để lên sân khấu. Một lần nữa, chúc mọi người một buổi chiều thật ấn tượng. Xin cảm ơn rất nhiều.